Số điểm của các bạn thí sinh đang có là 135, 230, 110 và 245 điểm. Và số điểm nhì cao nhất hiện tại đang là 230. Đó sẽ là cơ sở để các bạn có thể đưa ra đấu pháp hợp lý cho mình. Và Công Minh với số điểm 245 sẽ là người đầu tiên đến với phần thi về đích. Xin mời. Bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào? Mình chọn một câu 30, một câu 20 và một câu 20 nữa. 30, 20, 20 đúng không ạ? Và chúc Công Minh thành công với lựa chọn của mình. Câu hỏi đầu tiên của bạn như sau. Tại Liên hoan phim Cannes 2023, bộ phim Việt Nam nào đã chiến thắng ở hạng mục Camera d'Or, giải thưởng vinh danh các tác phẩm đầu tay xuất sắc? Đoán em là Những đứa trẻ trong xương. Xin mời các bạn thí sinh còn lại ạ. Mời Thái Tuấn. Em thưa anh, câu trả lời đấy là Mùi du đủ xanh ạ. Đáp án của chúng tôi là một bộ phim của đạo diễn Phạm Thiên Ân. Đó chính là bộ phim Bên trong vỏ kén vàng ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo dành cho Công Minh. Hệ thống chữ số La Mã sử dụng bao nhiêu chữ cái khác nhau? Đáp án của em là 5 ạ. Chưa phải đáp án chính xác ạ. Chúng tôi xin mời các bạn thí sinh khác. Xin mời Thế Hiển đưa ra câu trả lời. 17 ạ. Y, V, X, L, C, D, M. Tổng là 7 ạ. Và đó là đáp án chính xác. Xin chúc Thế Hiển. Công Minh hãy bình tĩnh, phía trước bạn còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Một hydrocarbon có thành phần chứa 75% carbon. Vậy hydrocarbon đó có công thức phân tử là gì? CH4, C2H4 hay C2H5? C2H5. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Thái Tuấn. Câu trả lời của em là CH4 ạ. Nếu như trả lời đúng ở câu hỏi này thì Thái Tuấn chính là người sẽ vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Và điều đó đã xảy ra. Xin chúc mừng Thái Tuấn. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Công Minh rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Và bây giờ người đang tạm dẫn đầu với 235 điểm sẽ bước vào phần thi về đích. Xin mời Thái Tuấn. Thái Tuấn sẽ lựa chọn câu hỏi như thế nào? Anh ghi cho em 3 con 20. 3 câu 20 điểm. Đó là lựa chọn của Thái Tuấn. Chúc bạn may mắn. Câu hỏi đầu tiên cho Thái Tuấn như sau. Ngày nay người ta thường dùng một từ có nguồn gốc là từ ghép của các từ tiếng Anh là Internet và Citizen để chỉ khái niệm cư dân mạng, những người tham gia bình luận, trao đổi trên mạng xã hội. Từ đó là từ gì? Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Một nụ cười rất tươi, xin mời Thế Hiển. Câu trả lời của em là netizen ạ. Và đó chính là câu trả lời chính xác, netizen. Hai Tuấn hãy bình tĩnh nhé. Bây giờ bạn sẽ đến với câu hỏi có giá trị 20 điểm tiếp theo. Cho phân số 537 trên 463. Hỏi số nào có thể trừ đi ở tử số và thêm vào mẫu số để có phân số mới là 1/9.
Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Chúng ta có thể thấy tổng của tử số và mẫu số không thay đổi nếu tử số bị trừ và mẫu số được cộng bởi chính một số. Vì 537 trừ 100 bằng 437 và 463 cộng 437 bằng 900 nên số cần trừ là 437. Rất tiếc là chưa có bạn thí sinh nào đã giành được điểm ở câu hỏi này. Và chúng ta vẫn còn một câu hỏi nữa trong phần thi về đích dành cho Tuấn. Chúc Thái Tuấn bình tĩnh tự tin với câu hỏi này. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hello, I'm Hannah from Atlantic 5-Star English. Today, I have a question to ask you. Almost 80% of Japan's total area is covered by mountains. The highest mountain, a cone-shaped volcano, is the most famous of all and is considered a symbol by Japanese people. What's the name of this mountain? Good luck. My answer is Fuji Mountain. Fuji Mountain. Thái Tuấn đã nghe câu hỏi những gì ạ? Em có nghe được là đây là một ngọn núi lửa là tượng trưng cho Nhật Bản. Em chỉ nghe được. Một biểu tượng mang tính tự hào của đất nước Nhật Bản nằm trên đảo Honshu. Trong tiếng Việt thì là núi Phú Sĩ, tiếng Nhật là Fuji San. Và câu trả lời của Thái Tuấn chính xác. Thái Tuấn đã hoàn thành xong phần thi về đích của mình, bạn có thể về vị trí. Và Thái Tuấn vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu đoàn leo núi. Người tiếp theo đến với phần thi về đích đó chính là Thế Hiển. Bạn đang sở hữu số điểm 175 và xin mời Thế Hiển tiến lên phía trước. Bây giờ thì Thế Hiển sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào? Em xin phép lựa chọn 20, 20 và 30. 20, 20 và 30 đó là lựa chọn của Thế Hiển. Thế Hiển thành công. Năm 1981, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao thẻ đoàn viên số 01 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho đồng chí nào? Xin mời các thí sinh còn lại. Mời Công Minh. Em nghĩ là Lý Tự Trọng. Năm 1981, có 3 tấm thẻ đoàn danh dự được trao cho các đồng chí Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng và Lê Đình Chinh. Và tấm thẻ đoàn số 01 được trao cho đồng chí Lý Tự Trọng ạ. Công Minh, hiện tại số điểm của bạn đã là 225 rồi. Rút ngắn khoảng cách chỉ cách người đang tạm dẫn đầu 10 điểm mà thôi. Và Thế Hiển cũng thực sự cố gắng ở những câu hỏi sắp tới. Và hãy cho chúng tôi biết khi nào bạn lựa chọn ngôi sao hy vọng nhé. Câu hỏi tiếp theo dành cho Hiển như sau. Tài nguyên chủ yếu của Tây Nam Á là dầu mỏ và khí tự nhiên, tập trung nhiều nhất ở vùng vịnh nào? Bài tư. Câu trả lời của Thế Hiển là Vịnh Ba Tư. Câu trả lời của chúng tôi là Vịnh Đắc Xích. Hay Vịnh Ba Tư. Xin chúc mừng Thế Hiển. Như vậy Thế Hiển còn một câu hỏi có giá trị 30 điểm nữa. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng dành cho Thế Hiển. Chúc bạn thành công. Ô lệ. Tại sao tượng nữ thần tự do Liberty Statue ở bang New York, Hoa Kỳ lại có màu xanh như chúng ta vẫn thường thấy hiện nay? Tượng nữ thần tự do được làm bằng đồng. Đồng để lâu trong không khí thì sẽ bị oxy hóa cho nên có màu xanh. Và nếu như bạn trả lời đúng câu hỏi này, bạn sẽ có thêm 60 điểm. Vươn lên, đồng dẫn đầu.
Và đó là câu trả lời. Chính xác, xin chúc mừng Thế Hiền. Phải nói rằng một niềm sung sướng tột độ đến từ Thế Hiền. Chưa cần mời đã về vị trí rồi. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. 235 điểm là số điểm đang tạm dẫn đầu của Thế Hiển và Thái Tuấn. Và chúng ta hãy đến với phần thi về đích cuối cùng của Chí Dũng. Xin mời bạn. Chí Dũng sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào? Dạ, em xin chọn 3 câu 30 ạ. 3 câu 30 điểm, rất quyết tâm. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn như sau. Loại đất nào có diện tích lớn nhất ở khu vực đồi núi nước ta? Em thưa hai anh chị, câu trả lời của em là đất Ba Gian. À, đất Peralik. Câu trả lời của em là đất Peralik. Đã thay đổi câu trả lời của mình ở những giây cuối cùng và đó là quyết định sáng suốt. Xin chúc mừng bạn. Tiếp theo, Chí Dũng sẽ đến với câu hỏi có giá trị 30 điểm nữa. Một túi chứa 16 viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Trong đó có 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi trong túi, tính xác suất để được 1 viên bi đen và 1 viên bi trắng. Rất tiếc là hết thời gian mất rồi. Bảy phòng 20. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Thái Tuấn. Câu trả lời của em là 7/20 ạ. Và bạn đã tính như thế nào ạ? Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi trong túi, ở trong đấy lấy một bi đen và một bi trắng sẽ là 6C1 nhân với cả 7C1 ạ. Còn bốc 2 viên bi trong 16 viên bi sẽ là 16C2 ạ. Thì em lấy 6C1 nhân 7C1 chia 16C2 sẽ ra 7/20. Đây là một câu hỏi có giá trị 30 điểm. Và có vẻ như Chí Dũng cũng đang rất tiếc nuối khi mình đã tính ra. Bạn cũng rất tin tưởng đây là một câu trả lời chính xác. Và chúng tôi cũng vậy. Xin chúc mừng Thái Tuấn. Em chọn ngôi sao hy vọng ạ. Ngôi sao hy vọng dành cho Chí Dũng và sự cổ vũ của tất cả chúng ta dành cho bạn. Cố gắng lên em nhé. Câu hỏi dành cho Dũng như sau. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh. Ngày hôm nay tôi đang có mặt tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Và đây là bức tượng điêu khắc của Tổng Bí thư Trần Phú khi ông soạn thảo một tác phẩm cách mạng của Đảng ta. Tác phẩm này đã nêu rõ tính chất của cuộc cách mạng ở Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền với nhiệm vụ cốt yếu là đánh đổ đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc và đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, đem lại ruộng đất cho nông dân. Vậy các bạn hãy cho biết tên của tác phẩm mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây. Chúc các bạn thành công. Câu trả lời của em là Luận Cương Chính Trị. Nếu như Chí Dũng trả lời chính xác câu hỏi này, một câu hỏi có giá trị 30 điểm, thì chúng ta sẽ được chúc mừng 3 tin vui. Tin đầu tiên là rõ ràng bạn được thêm 60 điểm rồi, một số điểm rất cao, những nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Tin thứ hai là Thái Tuấn củng cố vị trí dẫn đầu của mình trong cuộc thi ngày hôm nay với 265 điểm và Thế Hiển với điểm nhì cao nhất 235. Và chúc mừng tất cả chúng ta với những tin vui đó. Xin chúc mừng Chí Dũng 170 điểm. Mọi nỗ lực đã được đền đáp một cách xứng đáng nhất. Cảm ơn em rất nhiều vì đã cố gắng tới những giây phút cuối cùng. Cảm ơn em.
hãy cùng nhau tổng kết số điểm của 4 bạn thí sinh sau 4 phần thi. Đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Thế Hiển với 235 điểm. Bạn Trần Phạm Thái Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông Lạng Giang, số 1 Bắc Giang giành được số điểm 265. Một niềm tự hào của trường Trung học phổ thông Trần Phú Đà Nẵng, Chí Dũng với 170. Và bạn Lê Công Minh đến từ trường Trung học phổ thông Hồng Quang, Hải Dương giành được số điểm 225. Ai là người tiếp theo bước vào cuộc thi quý? Câu ấy có khá khó hơn rất nhiều. Mọi thứ có thể thay đổi ở phần thi tăng tốc. Khá tiếc. 3 câu 20 điểm rất nhanh gọn. Wow. Rất nhanh chóng. Em mà mạnh dạn bấm như vậy em được thêm 10 điểm nữa được không? Chắc hẳn phải có một căn cứ gì đó khác nữa chứ đúng không ạ? Tuy nhiên đó cũng không phải là câu trả lời chính xác. Nắm tay để bước lên bục vinh quang của chương trình. Xin mời cả 4 bạn. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, ông Nguyễn Văn Lân. Và xin kính mời ông Nguyễn Văn Lân sẽ lên sân khấu trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Giành được giải nhất tuần ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị 80 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Xin chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Lân. Như vậy là trên tay tôi lúc này đã có đầy đủ danh sách 4 gương mặt thí sinh bước vào cuộc thi tháng được tổ chức vào tuần sau. Chúng ta sẽ được gặp lại bạn Trần Đăng Khoa đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Tiền Giang nhất tuần 1 với 310 điểm. Cùng với đó sẽ được gặp lại bạn Võ Nguyễn Minh Chiết đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi với số điểm 230 nhất tuần 2. Và chúng ta cũng sẽ được gặp lại hai chàng trai rất xuất sắc trong cuộc thi ngày hôm nay. Bạn Trần Phạm Thái Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 1 Bắc Giang nhất tuần 3 với 265 điểm. Bạn Phan Thế Hiển đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh nhì cao nhất với 235 điểm. Và ngày hôm nay thì các bạn thí sinh đã thể hiện hết sức mình trong cuộc thi. Và số điểm thứ hạng cũng chỉ là một phần thôi, và mỗi một trải nghiệm sẽ giúp chúng ta trở nên tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị ạ. Cảm ơn 4 bạn thí sinh nha. Em cảm thấy rất là vui và em xin cảm ơn chương trình đã tạo ra chương trình này để cho chúng em đến đây và được trải nghiệm rất nhiều điều. Dạ, em mong các bạn cùng chơi thi thật tốt để có thể giành cầu truyền hình và cõi trọng quý 4 ạ. Chúc các bạn trong cuộc thi tuần hôm nay và cả các bạn thi tháng sắp tới là chơi hết mình bình tĩnh và đạt được nhiều thành công ạ. Bây giờ tự nhiên một kết thúc đẹp của hành trình lớp 11 rồi em ạ. Em cũng hơi chút hối tiếc nhưng mà tự nhiên là tương lai vẫn còn dài, là không sao cả.